Chuyên mục khuyến nông xin chào bà con và các bạn. Thưa bà con nông dân và các bạn, đợt rét đậm rét hại từ đầu mùa đông với nền nhiệt độ xuống thấp, đặc biệt là vào đêm, ảnh hưởng rất lớn đến đàn vật nuôi. Mục nông dân cần biết hôm nay sẽ khuyến cáo tới bà con một số biện pháp đảm bảo an toàn trong chăn nuôi. Tiếp theo, mục nhân rộng mô hình sẽ giới thiệu mô hình hỗ trợ nhân rộng, ứng dụng các sáng kiến và thực hành tốt để nâng cao năng suất, mở rộng nuôi trồng thủy sản bền vững ở châu Á của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 triển khai tại Thanh Hóa. Mời bà con và các bạn cùng theo dõi. Đối với châu bò, chuồng trại chủ động gia cố che chắn, đảm bảo chuồng trại đủ ẩm, không bị gió lùa, mưa hắt làm ẩm ướt nền chuồng, giữ trữ chất đốt, củi, chấu, mùn cưa để đốt sưởi cho gia súc trong những ngày rét đậm rét hại. Thức ăn, thực hiện các biện pháp bảo quản và giữ trữ thức ăn, nhất là rơm rạ, cỏ khô, chế biến thức ăn ủ chua, rơm ủ ure, tận dụng các phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho châu bò, chuẩn bị thức ăn tinh, bột ngô, sắn, cám gạo, khoáng, vitamin để cung cấp đủ cho gia súc trong những ngày giá rét. Chăm sóc nuôi dưỡng, tăng cường chế độ chăm sóc nuôi dưỡng châu bò già yếu, gia súc non cần có chế độ nuôi dưỡng phù hợp để tăng cường phòng chống rét và dịch bệnh. Cho châu bò ăn đủ lượng cỏ các loại là cỏ xanh, cỏ ủ hoặc rơm khô, rơm ủ ure với lượng từ 30 đến 40 kg và 3,5 kg thức ăn tinh là bột ngô, sắn, cám gạo trong một ngày đêm đối với một châu bò khối lượng 300 kg. Bổ sung muối ăn với lượng 15 gram tương đương với 3 thìa cà phê bằng cách hòa vào nước uống, nước ấm là tốt nhất cho châu bò uống. Không thả rông châu bò trong rừng núi, phải chủ động đưa châu bò về chỗ nuôi nhốt trong chuồng kín gió, nền chuồng khô ráo, sưởi ấm vào ban đêm. Mặc áo chống rét bằng bao tải gai, bao tải dứa để giữ ấm cho châu bò. Không cho châu bò làm việc, chăn thả ngoài trời khi nhiệt độ dưới 12 độ C. Thực hiện tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine phòng bệnh cho châu bò theo quy định như tụ huyết trùng, lở mồm long móng. Với 102 km bờ biển và 7 cửa lạch lớn nhỏ, bờ biển Thanh Hóa thường xuyên được bồi tụ phù sa, hình thành nên các vùng bãi bồi ven biển rộng lớn. Đây chính là tiềm năng lợi thế để các địa phương phát triển kinh tế thủy sản nói chung và nghề nuôi ngao nói riêng. Hiện nay, ngao được đánh giá là nguồn lợi lớn trong phát triển kinh tế biển tại Thanh Hóa và diện tích nuôi ngao tiềm năng của tỉnh có thể phát triển lên tới 1.500 ha. Năm 2022, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã triển khai dự án hỗ trợ nhân rộng ứng dụng các sáng kiến và thực hành tốt để nâng cao năng suất và mở rộng nuôi trồng thủy sản bền vững ở châu Á. Dự án được triển khai tại Thanh Hóa. Mục tiêu của dự án là nâng cao năng lực của cộng đồng nuôi ngao và các bên tham gia vào phát triển chuỗi giá trị nuôi ngao ở Thanh Hóa. Mặt khác, dự án cũng nhằm nâng cao năng lực quản lý của hội nuôi ngao Hậu Lộc, hỗ trợ cải thiện chuỗi giá trị và đồng quản lý thích ứng với biến đổi khí hậu, tạo đòn bẩy cho các doanh nghiệp tham gia vào chuỗi giá trị ngao nuôi, hỗ trợ nâng cấp và thúc đẩy việc áp dụng rộng rãi hơn các đổi mới và thực hành tốt. Đối tượng hưởng lợi trực tiếp từ dự án gồm những người nuôi ngao, người sản xuất giống, người chế biến và buôn bán ngao, các cán bộ kỹ thuật và cán bộ quản lý địa phương tham gia trực tiếp vào các hoạt động của dự án tại Thanh Hóa. Hoạt động của dự án là đánh giá những cái đổi mới sáng tạo cũng như là những cái hoạt động thực hành nuôi tốt của trong lĩnh vực nuôi ngao ở các cái địa phương khác nhau trên toàn quốc và chỉ ra được một số các cái bài học kinh nghiệm mà cái hoạt động nuôi ngao ở Hậu Lộc và Nga Sơn nói riêng và Thanh Hóa nói chung có thể học tập để mà nâng cao hiệu quả của cái hoạt động nuôi ngao của mình. Và ngoài ra thì dự án cũng tạo điều kiện cho bà con tham gia một số các lớp tập huấn liên quan đến cái kỹ thuật nuôi, liên quan đến phát triển cộng đồng, liên quan đến phát triển chuỗi giá trị, ứng phó với biến đổi khí hậu, quan trắc và giám sát môi trường, và cũng tạo điều kiện cho bà con đi tham quan một số các cái mô hình nuôi ngao ở các cái tỉnh lân cận như là Ninh Bình, như Nam Định, như là Thái Bình.
thì chúng tôi hy vọng là với cái dự án của Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc này và với sự phối hợp chặt chẽ với lại các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan chuyên môn và địa phương, hội sản xuất và kinh doanh Ngao Hậu Lộc, thì dự án sẽ mang lại nhiều các cái chuyển biến tích cực trong cái hoạt động sản xuất và kinh doanh ngao của Hậu Lộc nói riêng và Thanh Hóa nói chung. Nhiều năm nay, nhờ các chính sách hỗ trợ của tỉnh, huyện, đặc biệt khi Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 triển khai dự án, giúp cho người nuôi ngao ở xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc yên tâm chủ động đầu tư sản xuất. Đến tháng 7 năm 2023, xã Hải Lộc có hơn 200 hộ nuôi ngao thương phẩm và sản xuất ngao giống với diện tích khoảng 171 hectare. Tổng sản lượng ngao thương phẩm thu được mỗi năm hơn 2.900 tấn, tiêu thụ trong và ngoài tỉnh. Nhờ nuôi ngao mà nhiều hộ dân trong xã đã thoát nghèo, hàng chục gia đình trở nên khá giả với nguồn lãi thu về mỗi năm hàng trăm triệu đồng. Thậm chí có một số hộ thu về hàng tỷ đồng mỗi năm. Không chỉ vậy, nghề này còn tạo việc làm cho hơn 20% lao động tại địa phương. Ngoài Hải Lộc, các xã ven biển khác của huyện như Đa Lộc, Minh Lộc cũng phát triển nghề nuôi ngao. Hiện nay toàn huyện có tới hơn 400 hộ nuôi ngao thương phẩm với mức thu nhập bình quân từ 175 đến 250 triệu đồng một hộ một năm. Để hướng đến nghề nuôi ngao phát triển hiệu quả bền vững, hiện tại huyện Hậu Lộc đang triển khai thực hiện các giải pháp về quy hoạch vùng ương ngao giống tập trung, cơ sở hạ tầng đầu mối phù hợp với điều kiện nuôi ngao giống, khuyến khích các cơ sở sản xuất giống, ương nuôi thương phẩm hợp tác, liên doanh liên kết theo chuỗi giá trị, tăng cường quản lý nhà nước từ Ủy ban nhân dân huyện đến các xã về điều kiện sản xuất giống, ương nuôi giống và nuôi ngao thương phẩm, tuyên truyền sâu rộng về công tác quản lý giống, quản lý vùng nuôi, kiểm tra giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm trong sản xuất, lưu thông ngao giống và các vật tư phục vụ nuôi ngao. Được sự quan tâm của dự án thì các cái hộ nuôi ngao cũng như là hội sản xuất và kinh doanh phát triển ngao Hậu Lộc chúng tôi sẽ phát triển cái chuỗi sản xuất từ sản xuất nuôi ngao cho đến tiêu thụ sản phẩm ngao là đạt cái giá trị hiệu quả kinh tế cao, đem lại lợi nhuận cho bà con nông dân. Chi cục thủy sản đã thường xuyên quan trắc môi trường để cảnh báo kịp thời cho người nuôi, hướng dẫn người dân ứng dụng công nghệ tiên tiến, đặc biệt là công nghệ sinh học cho sản xuất ngao giống và nuôi thương phẩm. Tăng cường công tác khuyến nông, tập huấn, khuyến cáo thông tin kịp thời về tình hình nuôi, kỹ thuật nuôi mới cho người dân. Cán bộ kỹ thuật thường xuyên được tiếp cận đào tạo ngắn hạn về sản xuất giống và nuôi thương phẩm tại các trung tâm vùng nuôi tiên tiến hiện đại trong và ngoài nước. Giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm, môi trường nuôi, sản phẩm ngao nuôi và truy xuất nguồn gốc. Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến cái việc hỗ trợ kỹ thuật cho bà con trong cái việc quan trắc cảnh báo môi trường cũng như là việc kỹ thuật thả nuôi đúng mật độ và là cải tạo bãi nuôi để làm sao hạn chế những rủi ro đối với nuôi ngao trong tỉnh, và đặc biệt là cùng với một số cái dự án đang triển khai hỗ trợ tại địa bàn tỉnh sẽ hỗ trợ cho cái việc tăng cường cái liên kết giữa các hộ sản xuất ngao và các cái nhà máy chế biến để làm sao nâng cao cái giá trị của cái chuỗi mặt hàng ngao trong tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả của bà con trong sản xuất và tiêu thụ ngao. Hiện tại, vùng nuôi ngao tại huyện Hậu Lộc đã liên kết với công ty cổ phần xuất khẩu thủy sản Thanh Hóa để tiêu thụ hàng ngàn tấn ngao thương phẩm. Toàn bộ ngao nguyên liệu được đưa về công ty chế biến trên hệ thống máy móc, thiết bị nhập từ Hà Lan. Công suất thiết kế 300 tấn ngao mỗi ngày, phục vụ xuất khẩu vào thị trường châu Âu, Mỹ, Nhật Bản. Điều này đã cho thấy tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất đến chế biến tiêu thụ sản phẩm ngao là phương thức sản xuất có tính bền vững. Người nông dân tham gia liên kết xây dựng được kế hoạch sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, giá bán sản phẩm đều cao hơn so với không liên kết. Doanh nghiệp chế biến có vùng nguyên liệu ổn định, bền vững và thuận lợi trong việc triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tạo ra sản phẩm chất lượng, tăng tính cạnh tranh và đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm trong nước, góp phần gia tăng giá trị nhập khẩu. Được sự quan tâm của Viện Thủy sản cho hội được đi tập huấn kỹ thuật nuôi. Thứ hai nữa là để nắm bắt được cái thị trường tiêu thụ, mà đặc biệt là trong cái ban chấp hành của hội là luôn luôn quan tâm đến cái vấn đề về tiêu thụ cái sản phẩm cân ngao thương phẩm ra thị trường. Dư địa và những tiềm năng lợi thế để nuôi chế biến xuất khẩu ngao của tỉnh vẫn còn rất lớn. Vì thế, những khó khăn vướng mắc đang được ngành chức năng các địa phương, doanh nghiệp và người nuôi ngao phối hợp để tháo gỡ giải quyết nhằm tiếp tục thúc đẩy nghề nuôi ngao phát triển an toàn, bền vững, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân, tạo thêm nguồn lực xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Chuyên mục khuyến nông xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.